Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, chiều thứ ba ngày 2 tháng 7 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý khán thính giả, mới đây ngày hôm qua, dân biểu tiểu bang của California là ông Trí Tạ có gửi một lá thư cho đại sứ của Mỹ là ông Mark Knapper. Nhưng lá thư này lại phổ biến ở trên mạng. Và địa chỉ thì gửi tôi rất là lạ lùng. Nên tôi xin đọc nguyên văn của dân biểu Trí Tạ. Nguyên văn tiếng Anh thì tôi phải nói cách hành văn của ông Trí Tạ rất là chuẩn. Văn phạm rất là giỏi. Phải nói xứng đáng là một dân biểu của tiểu bang California. Nhưng nội dung thì tôi lại không có hài lòng lắm. Đầu tiên tôi xin đọc lá thư này đã phổ biến trên mạng nha. Đáng lẽ là gửi riêng cho đại sứ Mỹ ông Mark Knapper thì phải đợi ông Mark Knapper nhận được thư. Nhưng chưa nhận được thư là đã phổ biến ở trên mạng. Thì đủ hiểu là mục đích của ông Trí Tạ là gì. Đâu phải là gửi cho ông Mark Knapper mà là chuyện khác. Tôi sẽ phân tích sau, nhưng trước tiên đọc thư của ông Trí Tạ nha. Viết từ Assembly California Legislature, tức là văn phòng của ông ở tại Quốc hội của tiểu bang California nha. Ngày 1 tháng 7 năm 2024, The Honorable Mark Knapper, kính gửi Ngài Mark Knapper, United States Ambassador to Vietnam, Đại sứ của Mỹ ở Việt Nam. Địa chỉ là 4550 Hà Nội, PL. Lạ quá. Địa chỉ này tôi không hiểu nó ở đâu. Mà lại là để là Washington DC 205214550. Nếu mà ông nói là ông gửi cho Bộ Ngoại giao của Mỹ ở tại Washington DC, và phải nói rằng là về hộp thư của Đại sứ quán của Mỹ ở tại Việt Nam thì nó có lý hơn. Nhưng mà ở Washington DC làm gì có con đường tên là Hà Nội PL. Tôi không có biết con đường Hà Nội PL là con đường nào. Nhưng có lẽ đây chỉ là một cái gì đó cho Bộ Ngoại giao của Mỹ, xong rồi mới là chuyển sang cho Hà Nội mà có tòa đại sứ Mỹ ở nơi đó. Nhưng địa chỉ thì tôi lấy làm rất là khó hiểu rồi. Khó hiểu cho nên tôi nói rằng là mục đích không phải là gửi cho ông Mark Knapper, mà mục đích là gửi cho ai khác. Chút nữa tôi sẽ phân tích sau nha. Dear Ambassador Knapper, kính gửi Ngài Đại sứ Knapper, on June 4, 2024, I sent a letter to the United States Commission on International Religious Freedom regarding religious freedom concerns in Vietnam. Vào ngày 4 tháng 6 năm 2024, tôi gửi một lá thư đến Ủy ban về Quốc tế Tự do Tín ngưỡng liên quan đến Việt Nam, particularly as it pertains to Thích Minh Tuệ, a Buddhist monk that had amassed a substantial following in Vietnam. Rất là đặc biệt liên quan đến một người, đó là ông Thích Minh Tuệ, là một tu sĩ Phật giáo đã quy tụ một số đông rất nhiều ở Việt Nam. Unfortunately, since I wrote that letter, the situation with Thích Minh Tuệ has deteriorated and my concern for his well-being has grown considerably. Rất tiếc, từ lúc mà tôi viết lá thư đó, tình trạng của Thích Minh Tuệ ngày càng suy giảm và quan tâm của tôi về sức khỏe của ông ấy
càng ngày càng lớn lên, càng ngày càng lớn lên. As you know, Thích Minh Tuệ has not been seen for nearly 20 days, and his family has recently reported him missing to the Vietnamese authorities. Cũng như là quý ngài biết, Thích Minh Tuệ đã không thấy trong 20 ngày rồi, và gia đình của ông ấy đã báo cáo với chính quyền ở Việt Nam về việc mất tích của ông ấy. However, given the ongoing confusion and misinformation about his whereabouts, I have no confidence in Vietnamese governmental officials to offer truthful representations about his condition or his consent to be hidden from the public for this extended period of time. Tuy nhiên, về vấn đề này đó rất là xáo trộn và nhiều thiếu thông tin. Và những cái gì mà ông ấy, tức là sư Thích Minh Tuệ, đang ở đâu, tôi không có tin tưởng vào chính quyền của Việt Nam để nói lên sự thật cũng như là tình trạng của ông ấy, và việc mà ông ấy có đồng ý hay không để mà ẩn khỏi công chúng, thì cái chuyện này tôi không có tin. Không có tin về vấn đề đó đối với các vị chức năng của Việt Nam nha. Cho nên ông mới nói rằng I hope you will stand with me for religious freedom as a fundamental human right and immediately call to end the religious persecution of Thích Minh Tuệ and for his release if he is in fact being held unjustly. Tôi hy vọng rằng ông sẽ đứng với tôi về vấn đề tự do tín ngưỡng là một quyền căn bản của con người, và hãy yêu cầu ngay là việc bắt bớ, ông dùng cái danh từ là persecution, bắt bớ tự do tín ngưỡng đối với Thích Minh Tuệ, và hãy trả tự do ngay nếu ông ấy đang bị giam cầm một cách bất công. Không? The United States must continue to press this issue at every available opportunity with the government in Vietnam. Nước Mỹ phải tiếp tục, ông dùng cái danh từ là must continue, phải tiếp tục, ông nhấn mạnh như vậy. Áp lực về vấn đề này trong tất cả những gì khả năng, trong tất cả các cơ hội với chính quyền của Việt Nam. Thank you for your urgent consideration. Cảm ơn sự quan tâm khẩn thiết này của ông to this important matter, với cái đề tài rất quan trọng này. I am confident that your intervention will enhance the standing of the United States in the international community as a defender of religious freedom in Vietnam and around the world. Tôi rất tin rằng nếu mà ông á can thiệp vào chuyện này thì sẽ giúp cho cái vị thế đứng của nước Mỹ về vấn đề tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng ở trong cộng đồng của quốc tế, ở trong cộng đồng quốc tế, là một người bảo vệ cho tự do tín ngưỡng ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Sincerely, trân trọng, ký tên Trí Tạ, dân biểu tiểu bang khu vực 70, và đồng gửi cho ông Stephen Chenek là chủ tịch của ủy ban về vấn đề tự do tín ngưỡng ở bên Mỹ. Đó là lá thư, và nói thì tôi xin gửi hình ảnh lá thư này cho quý khán giả. Đây là lá thư mà dân biểu Trí Tạ của California đã gửi cho đại sứ của Mỹ, ông Mark Napper. Đó là lá thư mà dân biểu Trí Tạ, dân biểu tiểu bang California, khu vực 70, gửi cho đại sứ của Mỹ là ông Mark
Napier và có CC tức là bản sao cho ông chủ tịch ủy ban về vấn đề tự do tín ngưỡng là ông Stephen Schneck. Tôi có nhận định như sau. Thứ nhất là về vấn đề địa chỉ, như tôi đã nói phần đầu, lạ lùng làm gì mà ở Washington có con đường gọi là Hà Nội PL. Như vậy là theo tôi cứ thường là ông gửi cho Bộ Ngoại giao của Mỹ, nhưng rồi nói rằng là xin chuyển sang cho Đại sứ Mark Napper ở Hà Nội, nhưng ông không nói rõ. Vậy thì lá thư này được phổ biến ngay lập tức cho quần chúng trên mạng xã hội thì mục đích rõ ràng không phải gửi cho ông Mark Napper, vì ông Mark Napper chưa có nhận được. Ngay cả ông Stephen Schneck là chủ tịch ủy ban tự do tín ngưỡng của Mỹ cũng chưa nhận được, nhưng khán thính giả và người Việt khắp nơi trên thế giới đã nhận được, và đặc biệt là những người Việt chống cộng cực đoan ở Nam California, khu vực 70 mà ông là dân biểu, đã nhận được hết rồi, đã biết. Thì mục đích của ông là muốn gửi cho những cử tri cực đoan đó để sao, để sắp sửa đây bầu cử vào tháng 11 năm 2024, để ông lấy điểm với những người đó, các cử tri ở trong khu vực 70 bầu cho ông. À, ông này là người chống cộng, à, ông này là người bảo vệ cho tự do tín ngưỡng. Nhưng sự thật nó không phải là bảo vệ tự do tín ngưỡng, đây chỉ là chiêu trò ma mị của trí tà đối với các cử tri, làm ra vẻ như là mình rất quan tâm về vấn đề tự do tín ngưỡng, tự do này, tự do nọ. Nếu ông thực sự quan tâm về vấn đề tự do đó, thì kỳ vừa rồi á, thị trấn Grand Pass ra một đạo luật là bắt bớ những người vô gia cư, phạt tiền, phạt tích kịch những người mà ngủ lang thang ngoài đường, cắm trại ngoài đường ở Grand Pass, thì đã kháng án lên trên tối cao pháp viện của Mỹ. Tối cao pháp viện của Mỹ đã ra phán quyết nói rằng chuyện đó nó không liên quan đến ngành tư pháp, mà nó liên quan đến thành phố, thì thành phố có quyền hình sự hóa những người mà vô gia cư ngủ lang thang như vậy. Mà đó, Grand Pass là ở California, ông là dân biểu của tiểu bang California, thì ông hãy cố gắng can thiệp để làm sao những người vô gia cư được ngủ một cách đàng hoàng, vì ngủ là căn bản quyền con người. Fundamental right là ngủ đó, ngủ và hít thở. Nếu không ngủ và hít thở thì tử vong, là chết. Như là thẩm phán Sonia Sotomayor ở tối cao pháp viện của Mỹ đã nhận định đó, quyền ngủ là quyền căn bản. Mà bây giờ nói rằng là bên ngành tư pháp của Mỹ không có quyền can thiệp, hãy để cho người dân Mỹ là chính quyền địa phương á, giải quyết đi. Thì tối cao pháp viện của Mỹ không muốn nhúng tay vào, thì ông là dân biểu của tiểu bang California, ông nhúng tay vào, đó mới chính là nhiệm vụ của ông, đó mới chính là trách nhiệm của ông đối với những người Việt ở nơi đó, đối với những cư dân California. Hãy thông qua một đạo luật cho phép những người vô gia cư quyền được ngủ, quyền được hít thở nhé. Đó là căn bản, ông hãy can thiệp vào chuyện đó đi. Nên đó là điểm thứ nhất tôi muốn trình bày. Dân biểu trí tạ của California không làm nhiệm vụ của một dân biểu của tiểu bang, mà muốn sử dụng gì đó của liên bang để can thiệp vào vấn đề nội trị của Việt Nam, thì ông đâu có gửi cho ông Mark Napper là đại sứ của Mỹ. Nếu ông là người tôn trọng về thủ tục protocol thì việc đó, lá thư đó phải đợi cho đại sứ của Mỹ, ông Mark Napper nhận và đáp ông, tức là phúc hồi cho ông, nói rằng à, tôi đã nhận và tôi đã đọc thư này thì tôi sẽ có sự quan tâm hay gì đó. Nhưng chưa có gì hết thì ông lật đật đưa lên trên mạng là gì? Là vì ông muốn lấy điểm với những cử tri chống cộng cực đoan.
Ông chả có quan tâm gì với ông Mark Knapper, ông cũng không quan tâm về vấn đề thủ tục, mà đáng lẽ ông là một dân biểu tiểu bang, ông biết rất biết thủ tục gửi cho một vị viên chức như vậy thì phải đợi vị viên chức đó nhận và phúc đáp. Ông đâu có làm chuyện đó. Như vậy ông có xứng đáng để yêu cầu này nọ hay không? Ông có xứng đáng là vị trí của một vị dân biểu tiểu bang không? Khi mà ông phớt lờ về những thủ tục căn bản về ngoại giao trên cương vị là một dân biểu, vì ông viết từ cái lá thư từ văn phòng của ông á, thì ông phải đợi nhé, đó là thủ tục nhé. Ông không biết về thủ tục thì tôi xin nhắc nhở ông hãy nhớ lại, ông làm một chuyện không đúng về pháp luật luôn, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó là ông gửi một cái địa chỉ như tôi nói hồi nãy rồi, nó nằm ở Washington DC, không có cái con đường nào tên là con đường Hà Nội PL hết á. Ông gửi cho Bộ Ngoại giao của Mỹ thì theo ý tôi là đúng đó. Ông gửi cho Bộ Ngoại giao của Mỹ, nhưng mà Bộ Ngoại giao của Mỹ là cái gì? Bộ Ngoại giao của Mỹ á, nếu có đại sứ ở Việt Nam thì chỉ lo các vấn đề liên quan giữa nước Mỹ và Việt Nam, liên quan đến những công dân của Mỹ, những người có quốc tịch Mỹ, chứ không phải là những công dân Việt Nam, hai cái đó khác nhau. Thế ông đòi hỏi Bộ Ngoại giao của Mỹ qua tòa đại sứ là phải quan tâm giải quyết vấn đề của một công dân Việt Nam. Ông hãy nhớ sư Thích Minh Tuệ, tức ông Lê Anh Tú, từng tuyên bố đó là tôi là một công dân Việt Nam đang tu tập theo những lời của Đức Phật dạy, chứ đâu có nói là tôi là một công dân Mỹ hay là cái gì đó. Ông lại làm một chuyện tào lao, yêu cầu Bộ Ngoại giao của Mỹ qua Đại sứ quán của Mỹ ở tại Hà Nội để mà can thiệp vào một vấn đề của một công dân Việt Nam. Thì ông coi như là Mỹ là cha, là mẹ, là ông tổ, ông tiên gì của đất nước Việt Nam này à? Sao ông cái đầu gọi là não cùn như thế, tâm thì hẹp. Ông là vọng ngoại. Vì sao? Ông cho rằng nước Mỹ là có quyền tất cả, cứ nhân danh cái gọi là tự do tín ngưỡng, tự do này, tự do nọ, quyền căn bản, thì có quyền xen vào nội trị của người khác à? Lạ nhỉ? Ở bên Mỹ có nhiều tôn giáo mà cũng phải bị hạn chế. Tôi nói thí dụ, ông tới Utah ông biết rồi. Cái tôn giáo này là tôn giáo mà ở Utah lớn mạnh nhất là đạo Mọc Mông. Một số người Việt Nam cứ nói giỡn chơi là đạo Mọc Mông, nhưng mà không phải đạo Mọc Mông, đây là đạo Mọc Mông. Đạo Mọc Mông là đạo các thánh sau cùng của thời nay, là đạo của ông Joseph Smith di dân từ New York xuống và đóng đô ở tại Salt Lake. Thì chính quyền liên bang của Mỹ đã xen vào rất là nhiều lần, cấm không có được thực hành điều mà ông Joseph Smith cổ suý, đó là polygamy, tức là đa thê. Và chính phủ của Mỹ đã can thiệp và xử rất là nhiều, xử nặng nữa cơ. Những giáo chủ, những người mà họ gọi là tư tế của đạo Mọc Mông mà có nhiều người vợ. Thế ông không can thiệp vào, ông nói rằng đây là xen kẽ vào tự do tín ngưỡng của Utah đi, của cái đạo Mọc Mông đi. Ngộ ở nhỉ? Hoặc là ở Texas á, cũng có rất là nhiều phái tin lành đó. Họ thực hiện, họ nói rằng là đa thê đó. Mỹ cho FBI vào rồi bắn, rồi hạ đủ thứ hết á, bắn súng, xin lỗi á, bắn súng thiệt á, chết rất là nhiều á. Thế ông không nói rằng đó là xen kẽ vào tự do tín ngưỡng đi. Chuyện mà nếu mà ông nói là tự do tín ngưỡng, họ cho rằng đa thê là tốt á, thì họ thực hiện. Tại sao chính phủ liên bang lại can thiệp vào? Vì sao? Vì cái cộng đồng đa số ở Mỹ hồi xưa theo Thiên Chúa Giáo của châu Âu á, họ cho rằng nó chỉ có một vợ một chồng như lời Đức Giêsu nói thôi. Nên là họ không muốn có đa thê thì sao? Họ áp dụng, họ cho rằng đa thê là
vi phạm đạo đức con người, họ áp dụng luật hình sự. Họ hình sự hóa đó. Sao ông không có can thiệp vào nói rằng đây là quyền căn bản của người dân Mỹ, có quyền theo đạo nào thì theo, theo đạo Mormon thì theo, theo đạo gì cũng được hết, và có quyền thực hiện tín ngưỡng đó là đa thế đi. Bớ cái ông trí tạ chả hiểu gì về vấn đề lịch sử Mỹ à? Sao lạ vậy? Ông là dân biểu tiểu bang California mà ông lại đòi nước Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ qua tòa đại sứ của Mỹ can thiệp vào một việc mà ông cho rằng là chà đạp tự do tín ngưỡng, trong khi đó không phải vậy, hoàn toàn trái ngược. Khi mà sư Minh Tuệ tự nguyện nhé, tự nguyện ẩn tu, ông nói là ông không tin tưởng những gì mà chính phủ Việt Nam nói. Nhưng mà chính sư Minh Tuệ đã nói rằng là nhận căn cước công dân này, thấy không? Rất là cảm ơn này, thấy không? Và gia đình của sư Minh Tuệ cũng rất cảm ơn này. Em anh của sư Minh Tuệ, thí dụ như là em là Lê Anh Thìn nè, cũng bày tỏ sự cảm ơn đó. Gia đình của sư Minh Tuệ hiểu và tin tưởng vào chính quyền địa phương, công an địa phương cũng như là tỉnh Gia Lai này. Ông hơn những người đó à? Ông đừng có mà tào lao rồi phóng đại sự kiện. Trước khi mà đi ẩn tu, sư Minh Tuệ cũng đã để lại nhiều trang giấy nói về cách tu của mình và giữ cái hạnh đó. Một trăm mấy chục giới do sư Minh Tuệ tự giữ nhé. Rồi sao nữa? Rồi là để lại ở trong cốc đó, cái hình chữ vàng mà lửa nến đó, thiếu một nét. Nói rằng là tự nguyện đi. Thế bây giờ chỉ vì chưa có nhận được một thông tin rõ ràng thì ông cho rằng đó là bắt giam, đó là chà đạp nhân quyền đủ thứ đủ sự. Rồi ông la làng lên, ông vái, ông Mark Napper là ông tổ của ông, đòi xen kẽ vào quyền tự trị của Việt Nam. Thì ông là cái gì? Nhưng như tôi nói rồi, không phải là ông muốn ông Mark Napper can thiệp vào vấn đề này, mà mục đích của ông chỉ là la làng lên với cái đám chống cộng cực đoan. Tôi đây, dân biểu trí tạ của tiểu bang California, là người đang này thế nọ đó, xin hãy bỏ phiếu cho tôi vào tháng 11 năm 2024. Vì tôi là người mà các bạn muốn là phải can thiệp vào vấn đề nội trị của Việt Nam, thì tôi đã làm cái chuyện này qua Bộ Ngoại giao của Mỹ tới tay ông Mark Napper. Nhưng ông làm cái chuyện tào lao, vi phạm những nguyên tắc của ngoại giao luôn, chả hiểu gì hết. Và đã làm một chuyện đó là vi phạm nguyên tắc giữa nước này với một nước khác. Một sovereign là nước Việt Nam, và Mỹ cũng là một sovereign. Khi mà ký đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam thì Tổng thống Joseph Biden đã nói gì? Không xen kẽ vào nội trị. Cứ thử tưởng tượng coi, nếu mà đại sứ của Việt Nam ở tại Washington DC tuyên bố tối cao pháp viện của Mỹ chà đạp nhân quyền khi mà bắt những người vô gia cư mà họ ngủ ngoài đường đó thì phạt tiền họ hoặc là hình sự hóa họ, thì ông nghĩ như thế nào? Ông nghĩ rằng việc làm đó có phải là một cái việc làm điên rồ hay không? Thì ông đang làm một cái việc điên rồ như thế. Nên là chấm dứt đi, trí tạ. Làm việc của mình đi. Làm việc lo cho người dân California đi. Và điều mà thiết thực nhất, ông muốn tranh đấu cho nhân quyền thì ông hãy tranh đấu cho những người vô gia cư ở California được ngủ ngoài đường, được có căn bản là hít thở, ngủ ở công viên đi. Ông hãy can đảm làm một dự luật nộp cho tiểu bang California để mà thông qua bảo vệ quyền con người, bảo vệ quyền được hít thở, bảo vệ quyền được ngủ, ngủ ở nơi công chúng cũng được. Và có khả năng tài chính thì đương nhiên là người ta chọn ngủ ở những nơi đàng hoàng. Nhưng bây giờ người ta không có khả năng tài chính mà còn chà đạp người ta tới cùng luôn, là không được ngủ ở những nơi công cộng là cái gì? Thế ông không lên tiếng đi. Ông giỏi thì ông lên tiếng chuyện đó đi. Tôi biết khen ông á. Còn ông cứ thích chỉ miệng về Việt Nam mà ông biết cái gì hết. Chuyện đó người dân Việt Nam thấy ông làm mà người ta cười vô mặt ông. Và phải nói là nhục nhã cho một vị dân biểu không biết thủ tục, nói tầm bậy tầm bạ.
Nếu mà ông đợi ông Mark Knapper trả lời ông rồi á, thì ông mới phổ biến cái thư ông gửi đó, thì ông mới là đàng hoàng. Còn chưa gì ông đã tung lên rồi, ông hào hứng, ông hô hoán lên, thì đúng là ông là một cái thứ rùi bu, chỉ muốn kiếm phiếu của những người trình độ giống như ông thôi. Tôi nói rằng tiếng Anh của ông giỏi, chuẩn, đúng, nhưng mà cái nội dung và cái cách của ông thì nó không có như vậy. Trình độ đó thì ở trong Việt Nam này có nhiều người nói chắc là trình độ mới lớp 3 trường làng. Trình độ đó. Vì sao? Vì cái căn bản về ngoại giao như thế mà ông cũng không biết và để áp dụng cho đàng hoàng. Hoặc là ông biết mà ông tảng lờ thì mới là lớp 2 thôi. Lớp 2, lớp 3 trường làng là đúng thôi. Đó là thông tin và góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.